Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Tri Thức Quanh Ta. Các bạn thân mến, ai trong chúng ta cũng đều biết rằng ngoại tình là việc làm trái đạo đức, pháp luật, bị cả xã hội lên án. Câu này có vẻ hơi quá phải không? Vì nếu toàn xã hội lên án thì ai dám đi ngoại tình chứ? Nhưng quả thực thì hiện nay con số thống kê tỷ lệ ngoại tình, đặc biệt là ở nam giới, đang tăng lên theo cấp số nhân đấy các bạn ạ. Có nhiều phụ nữ thì vu oan cho cánh mày râu ngoại tình là vì bản năng vốn có trong người đàn ông. Nói vậy thực sự là hơi quá đáng rồi đó nha các chị em. Bởi nếu là bản năng, câu chuyện sẽ chẳng có hồi kết và cũng không thể cứu vãn được đâu. Hãy cùng tôi đi tìm hiểu những nguyên nhân căn bản khiến đàn ông ngoại tình nhé. Đầu tiên, xin an ủi chị em một chút bằng một con số thống kê. Có đến hơn 80% trong số những người đàn ông có quan hệ ngoài luồng, không muốn ly hôn, không muốn tan vỡ và sẽ quay lại với gia đình. Thôi thì vẫn biết là ngoại tình là một điều đáng trách của cánh đàn ông. Nhưng chí ít ra các chị em cũng đừng quá lo lắng về việc chồng mình đi ăn phở mà bỏ cơm nhé. Tôi nhớ cách đây cũng chưa lâu, tôi có đọc qua một câu chuyện ngôn tình và tôi rất ấn tượng với cái tựa của câu chuyện đó. Các bạn biết tựa đề câu chuyện là gì không? Nghề làm vợ các bạn ạ. Đúng lắm nhé, hôm nay làm video về chủ đề này, tôi lại càng ấn tượng về câu chuyện đó. Và tôi cũng xin khẳng định, đàn ông đi ngoại tình cũng một phần có liên quan đến nghề làm vợ của các chị em đấy nhé. Cùng tôi phân tích vài nguyên nhân sau đây. Trong cuộc sống này, chúng ta biết rằng có vô vàn thứ người với người vẫn cho nhau miễn phí, nhất là tình nhân. Chẳng hạn như bố mẹ yêu con vô điều kiện, hy sinh cả đời để chăm chút cho con. Vợ hy sinh thời gian, đam mê, chăm con, chăm chồng. Tuy nhiên, bạn thấy có những người hy sinh quá nhiều, chịu quá mức, liệu có được trân trọng? Một sự thật đau lòng là những gì cho miễn phí, người nhận thường sẽ xem đó là điều dĩ nhiên có được, không cần một chút cố gắng nào cả. Đàn ông cũng vậy đó. Khi các chị em chịu quá mức, hy sinh mọi thứ cho gia đình, cho chồng, cho con, trong vô thức đàn ông xem như đó là cái họ được nhận. Không phải là tất cả, nhưng đây là một trong những lý do khiến đàn ông chán cơm, thèm phở. Đàn ông không khác một đứa trẻ là mấy, phải không các bạn? Vậy nên dù chị em có hy sinh và làm đúng bổn phận cũng như tình yêu thương của một người vợ, cũng nhớ hãy để đàn ông biết được giá trị của những điều đó nhé. Nhớ đó. Ngay bây giờ đây lại sẽ có phụ nữ nảy ra sáng kiến rằng vậy thì phải đối xử tệ một chút với chồng và bớt quan tâm để chồng khỏi ngoại tình. Lại càng sai lầm chị em nhé. Lập tức loại bỏ ý nghĩ đó ngay và luôn đi nha. Nếu chiều quá mức chồng dễ sinh hư thì sự bỏ bê không quan tâm chia sẻ còn có tác dụng mạnh hơn để đẩy người đàn ông của mình đi xa hơn. Chị em à, đôi khi những người làm chồng không cần phải là đào to bú lớn, cũng không phải cần người phụ nữ phải tài giỏi để cùng bàn thảo tìm phương án kinh doanh cùng chồng. Đàn ông chỉ mong muốn một chốn bình yên, thư thả mà thôi, giản đơn vậy thôi đấy. Tôi không bênh vực gì cánh mày râu đâu, nhưng quả thực cuộc sống và áp lực khiến nhiều khi những chị em chào đón những tay chồng bằng sự lạnh nhạt, cáu gắt, soi mói và nhiều hơn thế nữa. Lúc này, đối với những người đàn ông, gia đình trở thành một nơi vô cùng đáng sợ sau mỗi ngày mệt mỏi. Hay, quá là nan giải phải không các chị em? Cố lên nhé! Nếu video mà dừng ngang đây thì thực sự tôi là một người nhìn nhận chủ quan và bênh vực cánh mày râu phải không? Không đâu nhé, tôi rất là khách quan, vì vậy mà không chỉ đổ lỗi cho các cô vợ được. Vì thực tế thì vẫn có nhiều những chị em đã dung hòa được hai nguyên nhân tôi vừa phân tích phía trên, nhưng chồng mình vẫn đi ăn phở như thường. Vậy thì nguyên nhân là vì sao vậy nhỉ? Bản năng của đa số đàn ông nói chung là tìm kiếm và chinh phục cái đẹp. Dù vợ mình có đẹp đến đâu thì người đàn ông ấy cũng sẽ không dừng lại ở mỗi việc ngắm nhìn vợ mình. Bởi vì ngắm mãi rồi cũng chán. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đàn ông ngoại tình. Có cái lạ lạ vẫn thích hơn chứ phải không mấy anh chồng? Một cái lạ bằng tạ cái quen mà.
Khi đã có voi thì còn muốn cả hai Bà Trưng nữa, cho nên những ông chồng thường không tiếc những cái đá lông nheo, những lời tán tỉnh, khen ngợi những phụ nữ khác khi chị em không có mặt ở đó. Rồi, bây giờ tiếp theo tôi xin phép hỏi các bạn một câu. Các bạn có công nhận một điều là khi chúng ta thành công trong việc lén lút làm điều gì đó mà không ai biết, cảm giác rất phấn khích đúng không? Giấu giếm, giếm giếm để làm, ngày này qua tháng khác mà không ai biết được bí mật của mình. Cảm giác vừa sợ vừa thích, nó lôi cuốn đến khó tả lắm luôn. Các chị ạ, việc ngoại tình của đàn ông cũng vậy đấy. Anh chồng có thể giấu vợ và cặp kè một lúc mấy cô, nhưng về nhà vẫn hoàn thành đủ mọi trách nhiệm với gia đình. Vợ không hề hay biết, gia đình vẫn vui vẻ như thường và bên ngoài thì anh ta vẫn phóng túng trong những khoái lạc đa mê. Thành công trong việc lén lút ngoại tình có lẽ được người chồng coi như một chiến tích lẫy lừng của bản thân, một chiến tích về sự liều lĩnh, sự ngụy trang giỏi đến bất ngờ. Với những cao thủ ngoại tình, quả thật, việc các chị tìm ra được dấu hiệu chồng mình ngoại tình như tìm kim đáy bể phải không? Còn nguyên nhân nào nữa không ta? Vẫn còn, đừng rời mắt khỏi video nhé! Các bạn đã từng nghe và hiểu câu đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm chưa? Đã là đàn ông, ai cũng có cái tôi rất lớn. Trong gia đình, hầu như người đàn ông sẽ là trụ cột, hứng mũi chịu sào mọi công to, việc lớn trong nhà, là báo hiếu, chu đáo cả bên nội lẫn bên ngoài. Tôi không nói quá chứ? Nếu gặp được người bạn đời biết trân trọng nỗ lực của mình thì đó quá là điều tuyệt vời. Nhưng nếu chẳng may cố gắng mãi mà vẫn không được vợ công nhận, đàn ông sẽ rất dễ nản lòng. Vậy thì trường hợp này ngoại tình được gì? Ở với bồ thì khác lắm đấy. Làm gì có cô bồ nào lại tỏ vẻ khó chịu với người đàn ông hàng tháng chu cấp tiền bạc và cung phụng chiều chuộng mình chứ? Các anh mệt, cô bồ nhí sẽ ngay lập tức thỏ thẻ quan tâm, đấm lưng xoa bóp. Không cần các anh phải giúp việc nhà. Khi đến chỗ của người tình, việc của các anh chỉ là ngồi hưởng thụ sự chăm sóc của cô nhân tình bé nhỏ. Ai mà lại không thích ở cạnh một người hiểu rõ và luôn tôn trọng giá trị bản thân mình chứ? Đến tôi cũng thích đó chứ. Còn một nguyên nhân nữa nha các bạn. Bên cạnh đời sống vật chất và tinh thần, chúng ta không thể không thừa nhận tầm quan trọng của đời sống gối chăn trong việc duy trì và củng cố mối quan hệ vợ chồng. Nó khiến tình cảm vợ chồng được bền vững và khăng khít hơn, khiến mỗi người đều giữ được sự yêu thích và say mê với đối phương như thuở ban đầu mới yêu. Tuy nhiên thì khi đã có con, rất nhiều cặp vợ chồng không duy trì được tần suất phù hợp để làm chuyện này. Có thể nguyên nhân là do bận bịu việc nhà cửa, chăm con chăm cái, lâu dần việc thiếu sự gần gũi cũng tạo nên khoảng cách giữa hai người. Do đó đàn ông nghĩ ngay đến việc ra ngoài gặp bồ. Ở với các cô tình nhân trẻ trung nóng bỏng, họ cảm thấy thỏa mãn những khát khao của bản thân mà các chị vợ không đáp ứng được. Rồi ok chưa các anh chị em, tôi đã phân tích toàn bộ những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc các ông chồng đi tìm của lạ rồi nha. Sau video hôm nay tôi mong rằng các chị em phụ nữ sẽ rút ra những bài học trong vấn đề giữ chồng một cách khéo léo, tinh tế và thuyết phục nhé. Còn các anh thì sao? Nếu đang và dự định thì tốt nhất nên dừng lại nha. Dù sao thì vợ, con và gia đình vẫn mãi mãi các ông nhé. Ok, chúc tất cả các bạn có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Xin chào!